con trai, bình soạn xỉn con sẽ thấy những người mẹ thủ thỉ, dặn dò con gái trước khi về nhà bi, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bố muốn nói với con vài điều, trước khi con bước vào một cuộc sống mới. Khi con dẫn Gamel thủ gái về và nói với bố mẹ muốn được cưới cô ấy làm hoàng hậu, bố đã hỏi con sẵn sàng với hôn nhân chưa, con nhìn bố ánh mắt đầy quyết tâm. Nhưng con Nga, con đường phía trước còn rất dài, có qua bi và sỏi đá. Là người từng trải qua, bố muốn nói với con những điều quý lạnh lẽo trên góc độ của một người nam nhi. Là người bi thông minh, đừng bao giờ tiêu thiện cho hoàng hậu. Nhiều người nam nhi sẵn sàng mua những thứ xa xỉ, đắt tiền cho hoàng hậu rồi tự hào coi đó là thứ tôi đã mua cho cô ấy. Hoặc giai đoạn cần thiết nhất của người thanh nữ là thời gian mang bầu, sinh con, ở cử, hầu hết người bi đều chấp nhận rằng tôi đang nuôi mẹ con cô ấy. Ban đầu con sẽ hạnh phúc vì được mến thương người mình yêu, nhưng dần dần con mở màn có cảm lạnh lẽo gia đình là gánh nặng nề. Con mệt mỏi mỗi lúc về nhà nhìn người hoàng hậu bỉm sữa, con cái nheo mắt, đồ vật ngổn ngang. Ảnh minh họa. Vậy nên, hãy bước vào hôn nhân khi cả hai con đều ổn định về kinh hồn tế, ít nhất là tự chủ cho chính bản thân mình. Thay vì cảm thấy gánh nặng nề khi phải nuôi hoàng hậu, con hãy tạo điều khiếu nại cho cô ấy đi làm, có công việc và sự độc lập riêng. Con hãy tự lạnh le đưa lương cho hoàng hậu chứ đừng ôm khư khư cục tiền rồi tiêu hộ cô ấy. Cứ để hoàng hậu con tự mua những gì nó thích. Và điều cần thiết nhất, hai đứa hãy cùng đứng tên trên giấy tờ nhà, nó là điều thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng ngay từ khi các con cùng ký vào tờ hôn thú. Đừng nghĩ đưa lương về cho hoàng hậu là hình thức kinh hồn hoàng hậu. Một khi kết duyên là hai con sẽ cùng nhau xây đắp, không nên phân biệt rạc ròi tiền của ai. Phụ nữ thực ra họ không quá coi trọng tiền bi đưa đâu con, mà cái họ cần là thái độ, cách niềm nở và dung dính cho gia đình của một người nam nhi. Con là người kinh hồn doanh, vì vậy nên hiểu hôn nhân như cách mình điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Con đã chấp nhận ký vào một bản hợp đồng khăng khít cả cuộc đời có nghĩa hai bên sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ khác nhau, chứ không thể bên mua cũng như bên bán. Nhưng người nam nhi thông minh sẽ biết xác định mục tiêu cả đời và dung dấn để gặt hái thắng lợi. Hôn nhân chỉ bền chặt khi con phân biệt rạc ròi giữa người thân và người yêu. Nhiều người nói rằng sau hôn nhân hai hoàng hậu bi sẽ trở thành người thân. Nhưng bố lại không nghĩ thế. Nếu con coi tóm tay hoàng hậu giống như tay phải tóm lấy tay trái thì con chỉ thấy sự nhàm chán mà thôi. Người thân của con là bố mẹ, anh chị em, họ hàng. Những người có chung huyết thống với con. Nhưng tuyệt đối đừng coi hoàng hậu là người thân. Con biết vì sao không? Ảnh minh họa. Với bố mẹ người thân yêu nhất của con có thể dễ chịu thể hiện những cái xấu xí nhất thuộc về bản chất. Lầm lỗi được bố mẹ tha thứ, thiếu sót được bố mẹ giang tay nhưng với hoàng hậu con thì không. Các con vì tình yêu mà đến với nhau, chỉ cần một lần con phản bội, bố sẽ nói nó bỏ con ngay lập tức. Thế nên con cần phải có nghĩa vụ với người mà con gọi là hoàng hậu, cư xử như một người nam nhi trưởng thành trụ cột của gia đình. Nhớ nhé, bố mẹ là người con yêu, anh chị là người con yêu nhưng hoàng hậu lại là người yêu của con. Hai thứ tình yêu ý không giống nhau. Hãy luôn luôn đối xử với hoàng hậu như người yêu, cuộc sống hôn nhân có lặp lại cũng không bao giờ buồn chán. Nhà không phải nơi dành cho lý trí. Con Nga, người nam nhi yêu hoàng hậu luôn là một người nam nhi chân chính. Một người bi cứ nỗ lực thắng hoàng hậu mình trong bất cứ một cuộc tranh luận nào, anh ta thua ngay từ giây phút mở miệng. Bố nhớ Bini con còn bé, bố rất thích một chiếc đồng biển Rado. Bố nhớ Bini đấy nó có lạnh lẽo gần 2 chỉ vàng, là cả một tháng lương của hai bố mẹ. Ngày nào bố cũng ngắm nghía nó ở một cửa hàng gần nhà. Cho đến khi mẹ phát hình thành mẹ hỏi bố thì bố gặp đi. Con biết không, trong ngày sinh nhật, mẹ đã tặng bố chiếc đồng biển ấy. Bố cảm động đến phát khóc. Giọt nước mắt đầu tiên của một thằng nam nhi sau khi lấy hoàng hậu đã rơi khi mẹ con nói rằng, vợ bi không phải là chỗ để thủ thỉ lý trí, mà nó phải dành cho tình yêu. Em không để con đói khổ, thiếu thốn là được. Vậy đấy, con sẽ chỉ hạnh phúc khi coi hoàng hậu con, gia đình là tất cả. Cô ấy hy sinh cả thanh xuân, chăm nom con, chăm nom bố mẹ, sinh con đẻ cái cho con, cô ấy xứng đáng được yêu bằng cả trái tim.
giữa nhà không phải việc của riêng thanh nữ. Một số nam nhi luôn rạc ròi việc nam nhi là phải làm chuyện lớn, ra ngoài kiếm tiền, còn thanh nữ sẽ quanh quẩn công việc trong gia đình. Nhưng con ơi, để xây dựng một tổ ấm hoàn chỉnh chưa bao giờ là việc của riêng thanh nữ. Ảnh minh họa. Cuộc sống hôn nhân yêu cầu rất nhiều nỗ lực, khác biệt là sau khi có con. Bố đã từng có suy nghĩ như bao người nam nhi khác, rằng tôi ra ngoài kiếm tiền cực nhọc, cô ở nhà chỉ có ngày hai bữa cơm với chăm con thì có gì to tát. Nhưng chỉ đến khi mẹ con vắng ngắt nhà, con khóc quý không chịu ăn, không chịu hợp tác với bố, bố mới biết công việc hàng ngày của người thanh nữ chẳng hề đơn giản. Bố gọi con dậy, cho con ăn sáng, chơi cùng con, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu nướng cơm, giặt giũ. Cùng hàng nghìn công việc khó gọi thành tên khác. Lúc ấy bố mới thấy mình thật sự dở hơi khi phân rõ rệt công việc với mẹ con. Bố hiểu ra rằng, hôn nhân không dành cho sự tính toán, phân biệt. Ai cũng cần được chia sẻ và công nhận những nỗ lực của nhau. Tôn trọng hoàng hậu và kiểm soát ham muốn. Đây là điều con cần ghi nhớ suốt chặng đường đời đầy thử thách. Không có cuộc hôn nhân nào trải đầy hoa bi, càng chung sống con sẽ càng chông chênh, nhất là bao quanh luôn luôn có cám dỗ. Lúc này, con cần kiểm soát ham muốn của mình. Trước khi quyết định điều gì, hãy đặt lên bàn cân mà suy nghĩ xem cái gì cần thiết hơn. Có rất nhiều người nam nhi chỉ vì một phút yếu đuối lòng mà sa ngã, dẫn đến rốt cuộc không thể cứu vãn vãn. Và cũng có rất nhiều ông bi sau khi phản bội rồi mới nhận ra chẳng ai tốt với mình bằng hoàng hậu mình. Sau này, sẽ có lúc con mệt mỏi, con chán nản đến mức chả muốn nhìn mặt người thanh nữ con đã từng yêu. Nhưng khi rơi vào bế tắc, cô đơn và bất lực mà vẫn có người chờ cơm con mỗi ngày, chăm nom và niềm nở, đồng hành cùng con lúc ấy con mới thấy hôn nhân thật sự rất đáng dấn thân. Cuối cùng bố muốn con nhớ hai điều, vợ là niềm tự hào lớn nhất của người nam nhi và gia đình luôn là bến cảng sau cuối của cuộc đời. Chúc con thắng lợi trên con đường trở thành người nam nhi chân chính.